Chào các bạn, sau đây sẽ là bài giới thiệu về thư viện Footprint linh kiện ở trong layout. Đầu tiên chúng ta chọn Library Manager để vào thư viện linh kiện. Ở đây là các thư viện Footprint linh kiện được cài đặt sẵn cùng với bộ Orchestra 9.2. Khi chúng ta nhấp vào thư viện sẽ hiện ra list các trang sách Footprint ở trong thư viện đó. Để cài thêm các link thư viện Footprint được upload trên mạng hoặc là thư viện do các bạn tự tạo ra, chúng ta nhấn Add. Tìm đường dẫn tới bộ thư viện. Vậy là chúng ta sẽ có thêm các thư viện tự tạo. Khi chúng ta cần tạo một footprint trong linh kiện hoặc là chúng ta chọn một footprint cho một linh kiện nào đó, chúng ta cần quan tâm đến khoảng cách giữa các chân. Mặc định trong layout khoảng cách giữa hai ô nhỏ chính là bằng 0,1 in hay 1/10 in. Đó là khoảng cách chuẩn của các chân IC. Như vậy, ta nhìn vào linh kiện này thì chúng ta biết được khoảng cách từ chân số 1 đến chân số 3 là có 4 ô nhỏ, tức là 2/10 in. Do đó khi mà chúng ta lựa chọn footprint cho một linh kiện nào đó, chúng ta cần phải biết linh kiện thực tế ở trong tay, đo khoảng cách giữa hai chân linh kiện. Rồi chúng ta sẽ tìm kiếm footprint phù hợp với linh kiện đó. Chẳng hạn như chúng ta tìm footprint cho linh kiện điện trở thì chúng ta có thể lấy bất kỳ kiểu footprint nào có hai chân phù hợp với điện trở và có khoảng cách chân tương ứng. Chẳng hạn như trong thư viện này có các kiểu chân trở như sau. Chân điện trở 2W. Chúng ta nếu dùng điện trở 2W thì chúng ta sẽ kiểm tra xem cái khoảng cách giữa hai chân có phù hợp hay không. Như vậy khoảng cách giữa hai chân linh kiện này là 7/10 inch. Tương tự như vậy với các linh kiện khác. Trong các thư viện mặc định của layout có một số thư viện thường được dùng. Chẳng hạn như thư viện DIP100T dành cho IC loại hàn thông thường. Ví dụ như chúng ta có một IC 20 chân, chúng ta có thể lựa chọn kiểu footprint như sau. Ngoài ra để tiện dụng thì khi các bạn cần sử dụng một cái footprint nào ở trong những linh kiện mặc định của Orchestra, các bạn có thể save as lại thành một kiểu chân mới. Vào trong một thư viện mới của các bạn tự tạo ra để các bạn dễ quản lý. Chọn Create New Library và tên thư viện mới. Như vậy là thư viện mới vừa được cập nhật và trong đó có kiểu chân linh kiện chúng ta vừa lựa chọn. Một điều cần chú ý nữa khi chọn footprint cho linh kiện đó là quan tâm đến kích thước của path. Path tức là kích thước của lỗ đồng để chúng ta hàn linh kiện. Chúng ta nhấn chọn công cụ là Pin Tool. Nhấn click vào linh kiện, vào kiểu chân chúng ta cần kiểm tra, nhấn Shift T. Như vậy chúng ta nhìn thấy được cái path này có hình dạng là tròn, có kích thước là 58 đơn vị là min. Đơn vị mặc định trong Orchestra sử dụng là đơn vị min. Ngoài ra các bạn có thể sử dụng các đơn vị cm hoặc là mm tùy theo sự thông dụng của các bạn. Để chỉnh lại kiểu đơn vị thì chúng ta vào Option System Settings. Đơn vị mặc định là min. Chúng ta có thể chuyển sang các đơn vị khác như inch hay mm hoặc cm, nhưng thông thường những người sử dụng Orchestra thì sử dụng đơn vị min. Chúng ta cần nhớ một số sự quy đổi thông dụng như là 34 min thì bằng 0,8 mm, với các linh kiện mà có phân chia cực tính hoặc là linh kiện như IC không thể hàn lẫn chân số 1 hoặc chân số 20 lại với nhau thì chúng ta nên để path đầu tiên có hình vuông. Chúng ta nhấn Shift T. Chúng ta có thể đổi hình dạng
Chẳng hạn như vậy thì chúng ta sẽ thấy trên số 1 sẽ được đổi thành hình tròn. Nhưng mà để phân biệt với các kiểu các cái chân khác thì chúng ta nên để trên số 1 luôn luôn là chân đánh dấu thì sẽ là chân kiểu hình vuông hoặc là hình chữ nhật. Còn các chân còn lại sẽ được chọn là hình tròn, hình oval hoặc là hình bầu dục.